Cô Phú xin chào đến cô chú anh chị đang xem và theo dõi kênh thiện nguyện của cô Phú. Trong chuyến hành trình thiện nguyện lần này thì cô Phú đi từ Thủ Đức, đó là nhà của mình, và sẽ đến xã Nhân Đức ở nhà bè Phú Xuân để đến thăm một cái trường hợp cũng khá là đặc biệt. Một sư cô sống một mình và hiện tại là đang bị bệnh nặng. Và cái thông tin trên đó thì cô Phước biết được thông qua là hàng xóm của sư cô, và sư cô rất là mong sự giúp đỡ từ phía Mạnh Thường Quân và đặc biệt là quý Phật tử. Thì hãy cùng cô Phước đến xã Nhân Đức để tìm hiểu cái hoàn cảnh này thế nào nhé mọi người. Kính thưa với lại cô chú anh chị đó, thì GoFood có xem đồng hồ là cái khoảng thời gian từ Thủ Đức mà xuống xã Nhân Đức này là mình đi hơi chậm, tầm khoảng 1 giờ 15 phút mà vẫn chưa tới được cái chỗ đã hẹn với lại bà con. Thì hồi nãy mình có hỏi cái anh bán dừa ở đây thì anh nói là cái chỗ hẹn của mình đó là Nghĩa Trang Nhân Đức, thì từ đây cho tới Nghĩa Trang là tầm khoảng 50m thôi, là có thể là đi hai đường, một đường là đường Lê Văn Lương, một đường ở trong đây, nhưng mà mình muốn là sẽ đi ở trong cái đường này, hẹn với lại người dân ở Nghĩa Trang Nhân Đức. Và từ hồi nãy là cũng quên là gửi lời chào đến bà con cô bác ở xã Nhân Đức, nhà bè Phú Xuân. Một chút xíu nữa gặp sư cô đó thì hoặc là trong cái video mọi người có cảm thấy là giúp được sư cô hay gì đó thì có thể là liên hệ GoFood. GoFood sẽ gửi cái số điện thoại hoặc là hướng dẫn cho bà con cô bác đến chỗ mà sư cô đang điều trị bệnh, để có thể là thăm hỏi và giúp đỡ sư cô trong khả năng có thể. Cảm ơn mọi người. Bây giờ sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình gặp sư cô để mà biết nhiều thêm về bệnh tình cũng như là hoàn cảnh của sư cô. Kính thưa mọi người, thì GoFood đã gặp được anh Thanh, là người nhắn tin và cũng như là gọi điện ở trên kênh GoFood về trường hợp của sư cô. Trước khi vào thăm sư cô thì xin phép anh Thanh có thể là chia sẻ cho em mọi người một chút ít thông tin về sư cô. Sư cô này là cô tu từ lúc nhỏ, cô quê gốc ở Bình Định, nhưng mà khi cô đi vô tu thì tới năm 70 mấy là sư phụ cô mất. Rồi cô cũng đi ở chúng rất là nhiều chùa ở trong Sài Gòn này. Rồi sau đó cô ra, cô mới gần đây cô có ở một cái tỉnh thất nhỏ ở ngoài này, ở ngoài chứ không có ở trong chùa nữa, nhưng mà cô vẫn là người xuất gia, vẫn người tu. Thì giờ cô có giấy tờ của người tu rồi, rõ ràng hết. Thì cái trường hợp của là bây giờ cô không có người thân, không có, có nói chung cha mẹ hay là người thân bà con dòng họ là cô thất lạc từ nhỏ rồi. Giờ cô vào đây cô ở của tôi thì cô cũng không có, ở dưới vùng quê này thì cũng không có Phật tử nhiều á, nên là vấn đề vừa rồi là cô mới bị tai biến, thì cô bị liệt hết nửa người. Thì giờ cái cuộc sống của cô rất là khó khăn, chật vật trong cái phòng mà để tiền để mà thuê người chăm cứu hay là vật lý trị liệu đó để cho cô đi lại bình thường được, nhưng mà giờ hiện tại thì cô không có đi lại được, chỉ bị liệt một bên, một tay, một chân rồi. Chính xác là sư cô năm nay bao nhiêu tuổi? Sư cô nếu trên giấy tờ cô sinh năm 1968. Cái nơi mà mình sắp đến đây là nhà của ai, hay là cái chỗ mà tu tập của sư cô từ trước tới giờ? Cái chỗ này tu tập của sư cô là của được một cái người cháu, là người giống như là Phật tử vậy đó, là người ta
ủng hộ cái chỗ đó là để tu không không phải là cho cô mà cô tu hết một thời gian của đời cô vậy đó. Đó đó, thì cô cứ cô làm cái thắp cái am cô ở cô tu thì cô có thờ Phật, cô quản tụng kinh, quản ấy mình ở gần đây thì mình được biết là như vậy. À, cái bệnh tình của sư cô đó là tính tới thời điểm này là được cái thời gian bao lâu rồi? Cô thì cô cũng mới bị tai biến xuống đây, rồi cô nằm viện rồi cô mới về, rồi bây giờ là cô bị liệt rồi, cô liệt hết một tay một chân, cô cũng không có thể làm được những cái việc cá nhân được, nên phải nhờ người, nên nó rất là khó khăn. Giờ là cái mong muốn của anh Thanh cũng như là bà con ở đây là có thể là ai có giúp việc được gì cho sư cô, giúp trong cái việc mà điều trị bệnh. Dạ, đúng không? Tập vật lý trị liệu rồi đó. Dạ đúng rồi, giờ cứ mong muốn là ai có tịnh tài tịnh vật hay là bằng một cái lòng hảo tâm hay là bằng cái cách gì đó có thể tạo điều kiện giúp cho sư cô được thì cứ gặp trực tiếp sư cô rồi giúp cho, còn mình ở đây thì mình chỉ đưa câu chuyện lên vậy thôi. Thì mọi người cứ đến xem là đấy, cái tình thì nó thực sự là cảm như nhận vậy, cảm nhận nó thực sự như vậy. Còn đối với bản thân mình thì mình mong muốn là mọi người ai cũng ủng hộ hay là giúp gì được để cho sư cô nó có tịnh tài tịnh vật, để cho cô tiếp tục được là cô đi đứng được hay là cô tập đi, cô hoạt động được bản thân cô đó. Dạ, em nhờ anh Thanh dẫn em với mọi người vô trong tâm sư cô. Dạ rồi, mời anh đi trước nha. Dạ. Dạ. Dạ con. Cho con để cái cô này là cô này là cũng giống như là cũng Phật tử tới nhờ tới cô ở đỡ giùm bữa vậy đó. Dạ, cũng dạ. Không ví dụ bữa nay cô này vậy cái mai cô mốt mà cô khác mà giờ không biết là ai nữa, giờ chỉ có mình cô này thôi chứ ở đây thì giờ cũng không biết ai. Ví dụ lúc mà mẹ mình ấy, nếu có rảnh á thì mẹ mình qua thế cô này vậy thôi chứ giờ cũng không có ai. Dạ. Sư cô là cũng bị liệt hết một tay với một chân rồi, còn chỉ có một tay với một chân bên kia là hoạt động được thôi. Em giờ thấy là hình như là bên 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 trái đúng không cô? Dạ. Bên trái. Giờ cái chân này của cô á là bây giờ cứ bưng để chỗ nấy chứ nó không ấy được nữa. Đó, cô ngầu là cô phải dựa như vậy chứ không thôi là cô ngã. Đó. Con tên là Sinh, con có một cái kênh thiện nguyện ở trên mạng đó, thì anh Thanh chắc là khán giả trên kênh của con, thì anh Thanh nói là trường hợp của sư cô, nếu mà Sinh có duyên thì xuống để mà chia sẻ cho mọi người, đặc biệt là quý mình, quý Phật tử. Đó, thì con xin phép là con chia sẻ cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nha cô. Dạ. À, con xin phép là để con gắn cái mic cho cô nha, để mà nói rõ hơn. Dạ. Nếu mà ở trong danh xưng đó thì con gọi cô là sư cô cũng được, nhưng mà cô là tên gì để ví dụ như quý để khán giả họ cũng gọi là sư cô Dung cũng được ha. Sư cô Hòa, sư cô Hòa thường gọi là cô có pháp danh đó, cô là cô Hòa. Cô Hòa. À, dạ. Tại vì bữa đó ngủ chỗ đây nè, cái tối ngủ cái 12 giờ đêm cái sân nước nó không, tôi lấy tay này tôi quẹt quẹt mà nó yếu, tôi nói là bụng đang nhắm mắt mi ngủ, cái ngủ sáng gãy cho mạnh lên gãy nó yếu, tôi nói vậy á, cái tôi mắt tiểu tôi ngồi dậy tôi bước lại đây tôi đi, cái tự nhiên trên mình rồi nó mắc sụm, tôi nói chết rồi mình bị tai biến mà làm sao trời, tôi đi thẳng vô nhà tắm, tôi đi tiểu, tôi đi nhanh vô đi tiểu. Vừa vô tiểu là tôi bị té trong đó, liền té đập cái đầu xuống cái đống chai sữa rồi đó. Yeah. Đập vô cái bóp cái tôi chụp tôi dịnh đó. Cái tôi biểu đó là tôi sụm luôn, không nhúc nhích được. Rồi ai phát hiện cô? Không ra cửa, có một mình cửa này đóng. Cái tôi nói là tôi nói bụng chết rồi, mình bị tai biến rồi, giờ làm sao? Nếu mình làm đây có thể mình thế này thế kia. Chết thì không nói mà nó la liệt ở đây làm sao, tôi mới ráng từ trong nhà tắm xuống, nếu
Cô ráng đi trường mà cái trường cái phía này nè. Ừ. Trường không có nổi, còn phía này dở không được, vẽ nó liệt, nó liệt sát rồi, không không nhúc nhích được, không cử động chút gì, mà không có cái sức lực gì nữa. Trường ráng đi gượng đi duỗi, mà chú biết nhà tắm nó có nóc cao chút vậy thôi, mày gượng không lên luôn, không lên. Tôi ráng đi tràn miếu, sao tôi lên được cái tôi nhớ là tôi nghĩ là huyết áp nó cao, nó bị chết mạch máu, bị sao trên đầu. Thế thì mới nó vô tủ lạnh mình lấy chanh nhai, thế tôi ráng đi trường vô tủ lạnh, vô trường tôi ngay được ngón cẳng này, tôi kẹp cái tủ lạnh giật ra được. Thế thì thò ra kẹp trường tới nữa, kẹp giật bình chanh xuống được. Cái từ trường tới từ trường của mình nói chung ướt hết rồi, nhà tắm nước mà ướt hết rồi. Cái từ trường tới tủ lạnh đó, tôi mới lụm kéo được bịch chanh lên, tôi kéo cái tay mạnh này, tôi kéo lấy ra, tôi bỏ hạ nguyên nhai đại để mà cho nó hạ huyết áp, cuối cùng nhai 4 trái chanh mà nó không có hạ. Cái tôi ráng từ trường, từ nhà tắm từ trường ra đây, ra chỗ đây tôi để điện thoại, tôi trường ra tối được ngoài này rồi, tôi đạp theo vết đồ đó, đạp theo tủ lạnh rồi đó, tôi lấy thế để chân mạnh này đạp ra tới đây được. Tôi mới lấy cái máy, tôi mới gọi cho má thằng này, hai cuộc bạn bắt máy, tôi lấy chắc bạn ngủ mê, tôi mới gọi cho nó. Tôi nói nó này nó không có ngủ mê, tôi gọi cho nó cái nó hử, cái tôi nói con kêu má con vô giùm cô, cái nó hỏi bị gì, bộ có bệnh đâu hả. Tôi nói ừ, mà tôi chưa có dám nói là tôi bị liệt, tôi sợ là nó lính quýnh này nọ. Cái tôi chỉ nói vậy thôi, để chờ bà vô rồi tôi mới nói. Thì lúc chút xíu thì nó chở mẹ nó vô thì cửa nó khóa rồi, tôi không biết làm sao, tôi mới trường, tôi đạp cái chân tâm bảo tôi trường tới trước này mở cửa. Cái cửa thì nó tôi khóa ổ giữa cửa sắt á, chạy ngủ thì cũng sợ ngủ mê, cái tôi không biết làm sao, tôi dở vậy cái tay bên đây là dở còn không được luôn. Cái tôi mới níu được cái cửa khóa cửa, tôi rịch thấy ráng sức rịch mạnh lên vậy, sao tôi đứng lên được, dối được cái chìa khóa lẹ, tôi mở chìa khóa lẹ cái nó sụm xuống nữa lại. Cái nó còn cái ổ đằng trên á, cái tôi có cái cây dài, tôi ngủ dây đỡ cây dài, tôi lấy cái sọt lên nó hấp lòng, nó rớt trống ra rồi nó vô. Là cái lúc tôi bị đó là cái giờ đồng hồ là 12 giờ trưa, 12 giờ đêm. Cái nó vô là nó cũng lật đật, nó kiếm được xe, tôi nghe nó kiếm xe mà không có xe cấp cứu nào xuống ở chỗ đây, không có. Cái nó điện riết nó kiếm không có, lần quần tới 2 giờ, tới 4 giờ mới lên xe là đi lên bệnh viện. Thì bác sĩ mới hỏi sao lên trễ, nhưng mà tại vì không phải nó làm trễ, mà tại chỗ này không có xe chú, không có chiếc xe nào đi hết. Nhờ nó tới cửa nhà cô đó có kêu cũng không có xe, cô đó khiến xe hư không có. Rồi cái tôi nằm đây nè, tôi ướt mình hết, tôi nằm dài đây. Cái mẹ nó biểu mẹ nó nóng rồi, đưa mưa lết, tôi mà kéo tôi thấy vậy nè, giống như tôi nằm kéo thấy vậy á. Vô nhà tắm giùm, bạn thay đồ, bạn chút xe lại, nhờ có mẹ nó kéo vô lại. Tắm là tôi không ngồi được mà bẩn áo nữa. Nói chung ra nó đưa cứng không kinh khủng. Rồi đến khi mẹ nó tắm được rồi đó, rồi xe nó tới thì tôi nằm đó tôi nhúc nhích được. Nó sốc nó ẩm ra xe rồi để vô băng ghế ngồi. Đi cái này là đi lên 115 đúng không cô? Dạ đúng rồi. Lên trên đó nằm được bao lâu cô? Dạ lên nó vô cấp cứu rồi người ta thuốc men, chụp hình chụp phim gì đó có nó, chứ tôi không biết gì là nữa. Tính tới cái tai nạn là tới giờ là bao nhiêu ngày rồi cô? Bữa đó là tối chủ nhật sáng thứ hai á, là mới xuất viện hôm qua, là mới đây thôi đó hả? Dạ đúng rồi. Thì bữa tối chủ nhật tôi còn nhớ là tối chủ nhật sáng thứ hai là tôi bị là đưa lên trên đó, là nói chung bác sĩ làm sao làm tôi không biết gì nữa hết. Trong cái gọi là trong cái khoảnh khắc mà là gọi là nguy hiểm đó thì cô có cái niềm tin gì không, hay là như thế nào mà mình lúc đó mình nói chung là tinh thần tôi không biết gì, đã buông xuôi. Nếu chết thì mà tại thôi, vì mà té từ trong đây mà ra ngoài là chắc là cũng có cái niềm tin gì, hay là như thế không. Nào mới không. Nói chung ra là trước khi tôi ngồi dậy, tôi ảm được, tôi ngồi dậy đi tiểu thì trong cái hông mình đồ nghe nó làm như nó có cái chướng mà sụm vậy đó, là tôi sợ rồi, tôi nói bụng nó chết rồi, trời tôi rất là sợ bệnh.
tại vì mình có một mình bệnh xuống là không ai nuôi, cái nó khổ lắm. Thế là đầu tôi mới nói trong bụng chết rồi, trời ơi, mình bệnh xuống đây là tiền bạc không có, mà cháu tôi thì nó cũng khổ, nó đâu phải có tiền khá giả gì. Thường ngày tôi cũng lo lắm, tôi sợ tôi bệnh là không có tiền. Nó lo tôi cũng không nổi, cũng tội nghiệp cho nó, tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Và trong khi là tôi bị vậy là tôi suy nghĩ tới nó. Tôi nói chết rồi, mình về rồi làm sao, nó lo cho mình, nó cũng rất là khổ, con nó chút hai ba đứa, rồi làm sao đây, tôi nói bụng vậy thôi. Rồi lúc vô nhà tắm sậm là tôi không còn nghĩ gì nữa hết. Tôi nghĩ thì lúc đó buông xuôi, có nghĩa là sống chết không nghĩ tới. Rồi bắt đầu tôi ráng trường ra, tôi lấy điện thoại gọi má nó, nói ngay có nhờ có má nó, đêm đó má nó rất là khổ. À, chia sẻ với lại mọi người thì anh Thanh anh cũng có nói đó là sư cô Hòa đó là không có người thân cũng như là gia đình, là từ nhỏ cô là gốc Bình Định thì cô đi tu đi rất là nhiều chỗ nó, thì có duyên với lại ở dưới Nhân Đức Nhà Bè Phú Xuân. Thì ở đây đó là chỗ nhà của một Phật tử. Dạ, thì thấy cái trường hợp của sư cô Hòa nên là nhường cho cô cái chỗ này để mà cô tu tập ở đây. Cô tu tập ở đây là được bao lâu rồi anh Thanh? Dạ, cô ở đây thì năm 2014, 2014 cô về cô ở đây. Dạ. Trước kia là cứ đi khắp nơi vậy đó. Dạ, cô cũng ở rất là nhiều chùa rồi. Rồi 2014 cô về cô ở tại đây, cô tu ở tại đây. Đây là nhà. Dạ. Phật tử thì ai biết thì tới ha. Dạ. Vừa coi như là vừa làm bạn rồi vừa cũng như là theo có cái đức tin. Dạ. Mọi người thấy rất là trang nghiêm ha. Mấy cô đây là cũng Phật tử ở đây đó. Dạ. Phật tử ở đây. Ở từ chỗ của mình ở đây qua bên nghĩa trang Nhân Đức là chắc là cũng không có xa, chắc tầm mấy chục mét à. Dạ. Chục mét. Dạ. À, để em chia sẻ cho mọi người, để mọi người ở đây ví dụ như biết á thì họ tới họ thăm sư cô Hòa. Dạ. Thì mọi người nếu mà ai tới thì cứ tới nghĩa trang Nhân Đức thì hỏi sư cô Hòa thì cũng có nhiều người biết. Dạ. Cái không gian này không gian này nè. Nó tầm 3 mét dài 6 mét thì nó cũng hơi nhỏ, nhưng mà chủ yếu là cô có cái chỗ tu tập nó ở trên kia thì có cái gác. Dạ, gác trên kia hình như là mấy cái tượng Phật làm mới thỉnh về đây đúng không cô? Dạ, mấy tượng này là cũng Phật tử hồi đó có về rồi, cũng thỉnh từ thời đó tới giờ nay cũng 24 hả? Dạ, 24. Chắc là mình nhưng mình làm chùa rồi mình. Dạ đúng rồi. Vệ sinh rồi. Dạ. Thấy mới. Dạ. Cô thường thường ấy mình leo chùa mình vệ sinh mình đắp y lại. Dạ. Dạ. À, con hồi nãy con cũng để ý cái này mà con không có hỏi hồi nãy, bây giờ con hỏi đó là từ khi mà mình bị đau á là có cái này hay là trước kia? Dạ, là cô có cái này rồi? Dạ có, trước khi tôi nằm dưới đất á, cái nó hít hơi đất lên nó ướt, cái tôi mới bị đấm cái này nè, đấm này để làm cho nó cách đất á, để làm. Rồi cái bữa đó thì nói cho ngay tôi ngã xuống đó thì nói ngay tôi, lúc đó tôi còn biết gì nữa hết. Lúc tôi không lúc mà ngã xuống mà nằm ra tới đây á. Dạ. Lết ra được tới đây nó vô rồi á, thì lúc mà lên ẩm lên xe tôi không suy nghĩ tới nó nữa, mà lúc nó không tiền công bạc trong túi mà tôi nghĩ thôi kệ nó đi, nó lo tới đâu nó lo. Bây giờ cái hướng điều trị của bác sĩ như thế nào thưa sư cô? Hướng điều trị bác sĩ thì qua bác sĩ đó. Cho gì bác sĩ có nói bệnh á, bác sĩ nói cô là bị nhồi máu não. Bác sĩ nói tụi mình án rất rõ, nhồi máu não. Rồi bác sĩ cho co thêm thuốc. Rồi bác sĩ nói về cứ điều trị vật lý trị liệu, rồi châm cứu. Rồi giờ tôi nói bác sĩ là tôi còn liệt thế này. Bác sĩ nói giờ phải về điều trị thêm bên ngoài, bên ngoài.
Chứ bây giờ nằm bệnh viện thì cũng cứ như thế ngày qua ngày thôi. Anh Thanh cho em nhờ một cái cô Phật tử cho em trò chuyện cái để em nhờ một cô nào cũng được. Thành ra là tại vì con muốn hỏi một cái cô để mà cái việc chăm sóc cho sư cô như thế nào ha. Để con mời cô ngồi đây ha. Con mời cô ngồi đây cũng được. Cô ngồi đây nè, cô ngồi trong đây. Cửa là lên đó là không cử động được. Cô thứ mấy? Cô thứ năm. Cô năm ha. Bây giờ con hỏi chút xíu cô năm. Bây giờ cái việc mà vệ sinh rồi ăn uống cho sư cô thì như thế nào thưa cô? Có phải có người phụ để mà vệ sinh, một người phụ cô nào vệ sinh cá nhân á, vệ sinh cá nhân còn riêng mình cô phụ, cô vệ sinh cô hoàn toàn không cử động, không vệ sinh được. Nên đến ngày thứ sáu, ngày thứ năm là người ta mới tập đến từ diện đó là cô mới được ở đây gần. Cô ngồi hay là cô nằm là cô thấy thoải mái hơn? Nằm á, cô nằm trong bệnh viện lúc nào cũng nằm. Mà cứ như tập á thì người ta mất mình ngồi vậy cho chút thôi là cho mình nè. Dạ, bây giờ là bị bên phía bên trái chân ta, chân trái với lại tay trái là yếu. Dạ, nó liệt luôn á. Rồi nó cho cổ ra bệnh viện là cổ vệ sinh, tôi thấy rất là cực. Bản thân tôi cũng thấy rất là đau đớn, nhưng mà ở trên về bệnh viện thì nó ngay đi. Như người này người kia phụ á, cũng như cái giường này nè. Thì những cái mà cổ phụ nổi thì cổ phải là nhờ em cháu qua phụ giùm ta phụ đó. Con hỏi thêm chút xíu về cái vấn đề tiền nông thì sao? Dạ thưa là tôi rất là khổ chú, tiền nông không có. Thì tôi nói thiệt chứ là tôi rất là đau đớn, rất là khổ. Bữa đó thì tôi lúc mà lên trên đó rồi là tôi mới nói vậy thôi, thì thằng cháu thì nó có khả năng nó giúp tới đâu tới đó, nó có thể chạy về tới đâu hay tới đó, tôi không nghĩ tới nó nữa. Không nghĩ tới cái chuyện cực khổ của nó gì nữa hết, tôi bỏ hết. Tôi nói nếu chết thì thôi, sống thì tôi cũng không biết làm sao. Tôi nói nếu chết thì ở bệnh viện nó tấn cá nó quấn cái dây trái của mình đem kêu vậy thôi. Giống như hôm dịch vậy thôi, tôi không có hy vọng gì nữa, nghĩ đến cái gì tất cả. Chung tôi buông xuôi tất cả. Tại mình tu mà, mình nghĩ có cái duyên nhiều hơn ha. Dạ, tôi cũng không nghĩ tới nữa, tôi như buông xuôi tất cả. Không còn một cái gì để suy nghĩ nữa hết. Rồi nói chung là con này cũng rất là cực. Nhưng mà khi về đến đây thì có suy nghĩ một chút. Lúc ở bệnh viện về thì suy nghĩ biết là chân đi không được, người ta cử động không được. Rồi về tới này biết làm sao. Nhờ con này thì cổ cũng khổ, cũng có gia đình cháu nhắc nữa rồi, có sức khỏe của già rồi, nó không biết làm sao đây. Tôi nghĩ vậy thôi, thôi bây giờ về thì tới đâu hay tới đó, tôi cũng nghĩ vậy thôi. Hôm qua tôi có mua cây ba lon gì đó bị chống tôi đi, mà tôi nhích nhích như vậy thì nhích không có nổi, còn có nhích đâu mà được. Bác sĩ cái chừng chi cái này đó nó liệt mắt ngoài đi đâu mắt. Té nữa khổ nữa. Thì bác sĩ nếu là để ông nhìn thấy tôi mới bác sĩ cho tôi ôm, bác sĩ tôi chàng cái vai ổng, cái tay này chàng được, còn cái tay này chàng được ổng cảm ơn, nếu cái tay tôi bỏ qua lưng ổng tôi không nên. Nhưng mà đi. Đừng có ý nghe là có nghĩa là không phải là mình vừa qua cái tai nạn là mình hết đâu, tại vì cái tai biến mà nó biến chứng hay là nó trở lại rồi, cái này đi được phải châm cứu, phải vật lý trị liệu phải 6-7 tháng. Tôi rất là sợ nên tôi không sợ, dám nữa té sợ lắm. Tôi đó nãy cô nở nở thêm một chút mà tôi nhủi cái đầu vô mình cổ liền, tôi chụp dưới đất là tôi sợ té nguy hiểm, tôi cũng sợ lắm, sợ là nguy hiểm trở lại rồi là khổ. Phải có người coi mới được. Dạ đúng rồi, thành ra giờ thì cũng khó khăn, thì tịnh tài tịnh vật cũng có, mà người thì ở dưới đây thì anh cũng thấy rồi, cái điều kiện dưới đây là cũng thuộc vùng quê rồi, thì cũng rất là ít, không phải là cô đây cũng là một cái am nhỏ thôi, không phải là chùa, rất là khổ. Trong suy nghĩ mà lúc mà anh em mình hẹn á, với lại xuống đây đó, thì mới đầu trong điện thoại là nói là cái am. Dạ. Đó thì em cứ nghĩ là trong đầu có cái sân vườn rồi có mấy cái am rồi còn có mấy cái kiến trúc rồi đó, mà vô trong đây mới biết là đây là chủ của một Phật tử họ. Dạ. Họ nhường lại cho cô giống như là hồi đó nó, mình cũng biết cô là từ rất lâu rồi. Thì cô là của ở tu viện chùa, cô ra với một cái sư cô nữa đó, rồi cũng ra ở chỗ cũng giống vậy mà ở đâu trên quận 7 á,
cái rồi hai cô ở rồi thì cô kia cô dành luôn chỗ đó ra. Đó vậy rồi cô không có chỗ ở. Mấy về đây. Dạ, mới tự nói thôi cho cô mượn chỗ này cô ở. Con có nghe anh Thanh chia sẻ đó là sư cô lúc mà chưa bị tai nạn đó thì kiểu mà nghĩ là mình mình dành tất cả cho chúng sanh rồi kiểu là cho Phật tử đồ nên là cũng không có quan tâm nhiều. Dạ. Mình cũng từ trước tới giờ mình cũng không có nghĩ là mình bị tai nạn. Dạ. Nên thường thường là sư cô cũng hay đi thả cá thả chim rồi cũng như là ví dụ như giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Mình không có nghĩ tới chuyện đó đúng không cô? Dạ, tại vì mình tu hành thì mình nghĩ mình phải giúp cho ba tánh chúng sanh được tốt đẹp, được mạnh giỏi, bình an thì lòng mình mới an, nên là có chút lĩnh gì thì tôi lo phóng sanh, cầu cho ba tánh được bình an mạnh giỏi. Thường ngày mình tụng kinh mình cũng cầu chứ qua khỏi tai nạn bệnh tật. Sao mình không nghĩ cho mình chút xíu nào để lỡ như trường hợp này thì sao? Dạ vì mình người tu thì mình nghĩ mình phải cũng như một cái mình làm sao được như một cái bầu trời đó che chở cho ba tánh bình an, thì lúc nào tôi cũng nghĩ như vậy. Còn cái thân mình thì sống chết thì tại trời tại đất, nên tôi không nghĩ điều gì hết. Nên khi mà ngã xuống bệnh thì tôi không còn nghĩ gì nữa hết, thì tôi hồi nghĩ tới đâu hay tới đó rồi tôi cứ nghĩ như thế. Tính thời điểm này là cô tu là bao nhiêu năm rồi? Dạ thì hồi 3 tuổi á, là cái chùa em Bình Định á, nuôi tôi. Thì khi 15 tuổi ông sư phụ mất đi, ông mới cho tôi ông sư phụ Sài Gòn, ông sư phụ Sài Gòn này. Tôi vô tôi tìm mắm trong này, tôi ở trong này luôn, tôi đi học đi hành. Thành ra tôi cũng không tính là bao nhiêu năm. Cứ tu là tu vậy thôi. Dạ, mình cứ thời gian cứ... Đúng rồi, cứ thời gian mình... Cứ trôi, cứ trôi thôi. Mình còn khỏe thì cứ trôi theo, mình cứ ráng tu để giúp ba tánh chúng sanh được mạnh giỏi bình an, nhưng mình không cần phải suy nghĩ một cái gì hết. Thành ra là tôi không có định đoạt là bao nhiêu năm hay tính bao nhiêu năm thời gian gì hết. Cũng như tất cả tiền bạc mình rất là nghèo, mình cứ hồi đó giờ mình rất là khổ nghèo, nhưng mình có chút đỉnh thì mình nó giúp ba tánh đi cho ba tánh mạnh giỏi thôi, chứ còn ngồi ra không nghĩ gì bản thân mình. Dạ. À, hiện tại là bây giờ có một anh ảnh vô đây là chăm cứu cho sư cô nên là cũng không không có làm phiền nhiều, nên là con cũng xin phép như thế này. Dạ. Thì con xin phép là thay mặt Mạnh Thường Quân ở trên kênh của con. Dạ. Con gửi đến cho sư cô là 5 triệu đồng. Dạ. Để sư cô có cái tiền đi khám bệnh với lại. Dạ. Là trả cho người ta tiền chăm. Dạ. Cứu trong cái thời gian. Dạ. Cô đang bị đau như vậy thì con. Dạ. Cũng mong sao đó là bệnh tình của cô sẽ thuyên giảm. Dạ. Dạ. Thì con xin phép con đọc tên và cái khoản tiền nha. Dạ. Thứ nhất là của chị Vân ở Úc là 1 triệu. Thứ. Dạ. Hai là của chị Lam ở Mỹ là 1 triệu. Dạ. Thứ ba là của cô Lê Thị Liên, 83 tuổi ở Mỹ là 1 triệu. Thứ tư là của cô Liên Quỳnh ở quận 5 là 1 triệu. Dạ. Thứ năm là của cô Châu ở Củ Chi là 500 ngàn. Dạ. Và cuối cùng là của cô Nguyễn Thị Hạnh ở Gia Lai 500 ngàn. Thì. Dạ. Tổng cộng là 5 triệu đồng. Dạ. À. Tôi cũng xin chuyển lời nhờ quý chú. Trước là tôi cũng cảm ơn quý chú với lại trên Mạnh Thường Quân tất cả quý cô hết. Rồi tôi xin cảm tạ công đức quý cô, cầu chúc quý cô nó được dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an, để quý cô càng ngày càng được đây làm ăn, được khấm khá lên, được phước thiện để cứu giúp chúng sanh. Và tôi cũng cầu cho cái kênh của chú Sinh được càng ngày càng phát đạt lên, để chú làm nguyện cho được thành công rạng rỡ để chú cứu đời. Bây giờ tôi tu hành cũng không biết làm sao. Để con gửi. Dạ. Cho cô ha. Dạ, dạ. Xin cảm tạ công đức hết. Dạ, con xin chào chú. Dạ, con nhờ ơn hai chú. Nếu không có hai chú dẫn đường thì tôi cũng không biết làm sao, nên cũng nhờ bá tánh chúng sanh quý cô trên cộng đồng mạng, rồi quý cô ở nước ngoài, trong nước ngoài nước hết được bình an mạnh giỏi, được mỗi ngày được sáng suốt, làm ăn được có đồng ngân dồi dào hơn,
cũng cầu xin khi cái mạnh bệnh tôi cũng cầu xin tôi đền đáp được công ơn là bằng là tôi tu hành, tôi hồi hướng đến chứ tôi không biết làm gì nữa. Dạ, con xin phép được kết thúc video đây, và cũng như là về tình hình sức khỏe của sư cô thì mong mọi người hãy để phần bình luận về cái hướng điều trị và cái sức khỏe sư cô sắp tới đó, thì có thời gian sư cô sẽ tiếp tục cập nhật đến cho cô chú anh chị. Con xin, xin tắt máy ở đây ha. Dạ. Cầu chúc hai chú cũng được dạ sự bình an nha. Dạ. Mọi hướng công đức này đến hai chú hết. Dạ. Cô Phú xin phép và chào, hẹn gặp lại mọi người ở cái video sau.